một cái thang 20m đang giữa bức tường khoảng cách x tờ giữa chân cầu thang và bức tường đang tăng với tốc độ 3m trên phút ở một cái thời điểm tờ không nhất định ở à, đỉnh cầu thang ở độ cao y tờ không là 15m so với mặt đất tốc độ thay đổi của em góc à, t theo tờ giữa mặt đất và cái thang tại thời điểm đó là Vậy mình muốn vẽ nó ra à, Và đầu tiên hết mình nên nghĩ tới là phương trình nào có thể dùng để giải bài toán này Và rồi mình có thể dùng nó để giải câu hỏi ngay đây Vậy cái thang 20m đang giữa bức tường Để mình vẽ một cái tường ra Đây là tường của mình Giờ để mình vẽ cái thang 20m Nó sẽ nhìn như thế Nhìn như vậy. Vậy đó là 20m. Ờ, để nói khoảng cách x tờ giữa chân, thang và bức tường. Vậy khoảng cách ở ngay đây. Cái này. Cái khoảng cách này là x tờ. để nói là nó đang tăng với tốc độ 3m mỗi phút. Vậy mình có thể gọi nó là x phẩy tờ. Hay gọi là dxd tờ. Ờ, n sẽ bằng 3m, mình sẽ viết nó ra vì nếu mình để m trên m Ờ, à, nó có thể dễ rối M trên phút, vậy để cho mình biết là dữ kiện đó Ok, vậy tốc độ thay đổi của x theo thời gian đề đã cho Ở một thời điểm tờ không nhất định Đỉnh cầu thang ở độ cao 15m Ờ, à, vậy đỉnh cầu thang để mình nói rõ ra nha Nó là cái khoảng cách này Ngay đây là y tờ y theo tờ và để nói ở thời điểm tờ không y tờ bằng 15 mét um, ờ, để mình viết nó ngay đây y tờ không bằng 15 mét Ờ, rồi mình viết ra đây, mình viết ở đây Đây là y tờ không Hãy giả dụ là mình đang vẽ nó ở thời điểm tờ không thì mình nghĩ là thời điểm đó quan trọng Y tờ không bằng 15 mét Mét vậy để muốn biết tốc độ thay đổi của góc theta giữa mặt đất và cái thang và cái này có nghĩa là theta sẽ thay đổi theo thời gian nó sẽ là một hàm theo thời gian giữa mặt đất và cái thang tại thời điểm đó vậy theta để mình dùng màu mới theta là góc ngay đây đây là theta và nó sẽ là một hàm theo thời gian vậy điều mình muốn làm khi giải bài toán các tốc độ biến thiên phụ thuộc nhau là lập một phương trình một phương trình đại số có thể có một chút xíu lượng giác âm để liên kết những dữ kiện mình quan tâm và rồi mình sẽ thường lấy đạo hàm của hai vế phương trình để liên kết các tốc độ thay đổi đó vậy để xem mình muốn biết là mình muốn biết tốc độ thay đổi của gốc giữa mặt đất và cái than tại thời điểm đó vậy điều mình cần làm là điều mình muốn làm là giải theta phải tại t không à, đây là cái điều mình cần giải giờ D để cho mình khá là nhiều dữ kiện hay Để cho mình tốc độ thay đổi hay là biến thiên của x theo thời gian Luôn là 3 m mỗi phút Và mình biết y tại thời điểm đó bằng cái gì Vậy để xem mình có mối liên kết gì Để cho mình dx dt Nó thật ra sẽ hữu dụng hơn Để tìm mối quan hệ giữa x và theta Rồi mình lấy đạo hàm hai vế Rồi chắc mình sẽ dùng dữ kiện này để giải ra giá trị thích hợp của x hay theta là gì tại thời điểm đó vậy hãy làm ok vậy x liên quan như thế nào tới theta mình sẽ dùng một ít lượng giác ngay đây nếu mình muốn lấy cạnh mình lấy cạnh huyền nhân cosin theta à, mình sẽ có x à, vậy để mình viết nó ra ngay đây x to bằng cạnh huyền 2 mét vì đó là chiều dài cạnh huyền nhân với cô xin cô xin thê ta và mình có thể nói cô xin thê theo tờ um, để để mình làm rõ cái này ra một hàm theo thời gian Ờ à, cái này mình áp dụng thẳng lượng giác thực sự là từ định nghĩa hàm lượng giác căn bản vậy tại sao mình lại nghĩ cái này sẽ có ích um, hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi mình lấy đạo hàm cả hai vế bằng quy tắc đạo hàm hàm hợp ở vế trái mình sẽ có x phẩy tờ và nó sẽ bằng mình có gì ở phía phải nhỉ? Dùng quy tắc đạo hàm hàm hợp, mình sẽ lấy đạo hàm theo theta vậy nó sẽ bằng âm 20 âm 20 sin của theta theo t và mình cần nhân nó với theta phẩy theo t Vậy mình có thể làm như nào? Tại t không, mình biết x phẩy t bằng gì? mình có thể thử giải sin theta theo t và rồi giải cái cách này nghe đây à, vậy hãy làm như vậy vậy tại t không tại t tại t bằng t không mình sẽ có x phẩy t và nó tại mọi thời điểm bằng 3 m trên mỗi phút mình sẽ cho đơn vị tốc độ của mình là mét trên phút và mình sẽ dùng mét khi mình nói về khoảng cách và radian khi nói về gốc vậy cái này sẽ bằng ba âm um, sẽ bằng âm hai mươi nhân sin theta theo tờ nhân đạo hàm của theta theo tờ vậy làm sao để mình giải sin theta theo tờ đấy ờ à, hãy dùng những cái dữ kiện khác mà để đã cho mình sẽ kéo xuống một chút để có thêm khoảng trống ok ờ à, vậy sin theta để mình viết ngay đây Sin của theta tại thời điểm t0 đó là cái mình quan tâm t t bằng t0 nó sẽ bằng gì ờ à, xin thì bằng đối trên huyền vậy nó sẽ là y tại t0 trên cạnh huyền của mình là 20 m ờ à, và cái đó sẽ bằng ờ uh, nó sẽ bằng đề đã cho y t0 là 5 m 15 m trên 20 đồng nghĩa với 3 phần 4 Vậy phần màu vàng này nó cho mình biết cái này ngay đây sẽ bằng 3 phần 4. Vậy cái này nhân 3 phần 4 nhân tốc độ thay đổi của theta theo tờ. Và giờ mình chỉ cần giải cái này là xong. Vậy cái này bằng gì? Âm 20 nhân 3 phần 4 nó sẽ là bằng âm 15. Nó sẽ bằng âm 15. Vậy nếu mình chia cả hai vế cho âm 15, mình sẽ có theta phẩy theo tờ bằng 3 trên, 3 trên âm 15. Âm 15. Vậy nó cũng sẽ bằng, bằng âm 1 phần 5. Và cái này đơn vị của nó sẽ là radian trên phút. Vì tốc độ của mình đều dùng đơn vị phút. Vậy nếu mình muốn, mình có thể viết radian mỗi 夫。